Vâng thưa quý vị, xây nhà cho ốc ngủ sau một thời gian mang ốc đi bán thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Nghe thì có vẻ khó tin, thế nhưng đây lại là điều mà anh Lê Hồng Lâm, chú tại phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang làm thành công. Lợi dụng đặc tính ngủ vùi trong đất vào mùa khô và sống trong thời gian dài của loại ốc lác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, anh Lê Hồng Lâm đã nghiên cứu sản xuất ốc các bếp. Năm 2017, anh Lâm làm cho ốc ngủ bằng phương pháp truyền thống như mang ốc treo ở trên giàn bếp hay vùi trong đất. Tỷ lệ thành công cũng khá cao nhưng cũng có nhiều hạn chế. Nhận thấy nhu cầu lớn, anh Lâm quyết tâm nghiên cứu giải pháp nuôi ốc gắp bếp theo hướng hàng hóa. Đến năm 2019, lứa ốc gắp bếp đầu tiên nuôi bằng phương pháp của anh Lâm cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhận phản hồi tốt từ khách hàng. Cơ sở sản xuất ốc gắp bếp tình quê của anh Lâm cũng được thành lập. Đầu năm 2020, anh Lâm chuyển sang phòng dụ ốc ngủ với diện tích hơn 20m2, sản lượng mỗi mẻ 1 tấn ốc. Sản phẩm ốc các bếp tình quê được bán tại một số nhà hàng, quán ăn, trạm rừng chân, phân phối cho mạng lưới bán lẻ với giá từ 200 đến 250.000 đồng 1kg. Cao gấp 3 đến 4 lần so với ốc tươi bình thường vì ốc béo ngậy. Mỗi tháng, cơ sở sản xuất ốc các bếp tình quê của anh Lâm cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hơn 1 tấn ốc, doanh thu trên 200 triệu đồng. Đặc biệt, năm nay, anh Lâm đã ký được hợp đồng 10 tấn ốc, dự kiến lợi nhận khoảng 400 triệu đồng. Món ốc các bếp tình quê được chế biến bằng cách ngâm qua sữa tươi, nước cốt dừa, trứng tùy khẩu vị. Còn ốc như ngủ suốt nhiều tháng nên to mập, thịt ốc trắng sạch, chế biến được nhiều món ăn ngon và giàu dinh dưỡng như nướng tiêu, hấp xả, luộc xả.